Liên quan đến hạ tầng giao thông, thưa quý vị, quốc lộ 51 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao nhất cả nước, thậm chí vượt gấp nhiều lần so với mức chịu tải kỹ thuật của tuyến. Thời gian qua, công tác duy tu, bảo dưỡng cũng như khắc phục các nguy cơ mất an toàn giao thông chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến tình trạng mặt đường quốc lộ 51 liên tục xuống cấp, hư hỏng. Do đó, Đồng Nai kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông được an toàn, thông suốt, đó là cần thiết, cấp bách. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Hiện mật độ phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 51 đang quá tải. Trong đó, xe ben, xe tải nặng vận chuyển hàng hóa ra vào các khu công nghiệp, mỏ vật liệu, phục vụ xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn lưu thông suốt ngày đêm, dẫn đến mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng. Đồng thời, mưa lớn diễn ra thường xuyên đã làm cho mặt đường cũng như hệ thống vạch sơn càng xuống cấp rất nghiêm trọng, phát sinh ổ gà, hằn lún vệt bánh xe. Đáng nói, nhiều vị trí tạo thành hố có bề mặt rộng, dài và sâu, ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người dân. Thời gian qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp kiểm tra, thống kê và ghi nhận các tồn tại về hạ tầng giao thông trên tuyến. Về mặt quản lý địa bàn thì đội trinh sát giao thông số 3 quản lý cái đoạn quốc lộ 51 đi qua thành phố Biên Hòa thì cũng kiểm tra cái công trình hôm nay phối hợp với cục 4 và 4.2 để kiểm tra công trình hư hỏng trên quốc lộ 51 thì cũng xác nhận mặt đường bong tróc hư hỏng nặng. Thì về mặt quản lý thì đội trinh sát chúng tôi sẽ có báo cáo nhanh về sở và kiến nghị lên cục để nhanh chóng sửa chữa mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Chỉ trong 9 tháng của năm 2024, quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người và bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 22 vụ tai nạn giao thông, tăng 10 người chết và 16 người bị thương. Riêng trong tháng 9 năm 2024, tuyến quốc lộ này cũng xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người và bị thương 2 người. Cái nguyên nhân mà dẫn đến tai nạn giao thông gia tăng đó là trước tiên là về cơ sở hạ tầng phải là chưa đáp ứng được cái sự gia tăng của cái lượng phương tiện, thì cái lượng phương tiện ở tuyến quốc lộ 51 phải tăng từ 5 đến 6 lần so với cái mật độ phương tiện ban đầu, cái thiết kế ban đầu. Vừa qua, Ủy ban dân tỉnh đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị liên quan sớm phối hợp với các cơ quan chức năng của Đồng Nai tổ chức kiểm tra thực tế các bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 51. Đồng thời, Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị khẩn trương khắc phục, sửa chữa những mặt đường hư hỏng và khôi phục vạch sơn bị mờ trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông cho người tham gia giao thông khi vào cao điểm mùa mưa. Về lâu dài, thiết nghĩ cần hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm chia tải cho quốc lộ 51. Có như thế mới giải quyết dứt điểm tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến.